Tiếp theo trên HTV3 Dreams TV, đã lâu không gặp. Cậu có tin tức gì của chủ tịch không? Lỡ như mẹ có mệnh hệ gì, con sẽ không bao giờ tha thứ cho ba. Ở phòng 41 của resort. Vòng xoáy nghiệt ngã vô vật chất. Nếu như Hạ Ngôn không thể qua khỏi hay là bị tàn tật cả đời, thì bạn và ông ấy còn tiếp tục qua lại hay không? Ở trên thế gian này, tất cả mọi tình cảm đều sẽ biến mất. Không có tiền làm gì có cuộc sống. Và tình yêu, nếu như có một ngày tôi có thể đứng dậy thì sẽ tới tìm cô. Những biến cố trắc trở liệu sẽ thiêu rụi chân tình hay trả lại ý nghĩa thật sự cho tình yêu? Đón xem Đã Lâu Không Gặp, phát sóng lúc 19 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV3 Dreams TV. Nobita, cậu dám dùng bảo bối để làm như vậy với mình hay sao? Không có Doraemon. Bảo bối đúng là hữu ích thiệt mà. Một ngày của Nobita sẽ trôi qua như thế nào? Các con sẽ thấy hậu quả cho việc làm của mình. Cậu yếu như sơn vậy, mình sẽ đánh bại cậu ngay lập tức. Có ai cứu mình vậy? Tất cả là do tính cách của cậu. Đón xem Doraemon, chú mèo máy đến từ tương lai, phát sóng lúc 17:30 hàng ngày trên kênh HTV3 Dreams TV.